phan đinh tùng hát hoa nở về đêm hoa nở về đêm do nhạc sĩ mạnh phát sáng tác từng được nhiều ca sĩ thể hiện hương lan thanh tuyền lợi quyên dù vậy phan đinh tùng quyết định làm mới lại ca khúc này đây là một tác phẩm quá hay từ giai điệu cho tới ca từ hơn thế nữa nhạc sĩ mạnh phát là ông nội vợ của nhạc sĩ tấn phong người anh mà tôi xem như ruột thịt điều đó tạo nên cho tôi nguồn cảm hứng bất tận không chỉ riêng ở ca khúc Hoa nở về đêm mà còn ở việc chuyển hướng sang con đường Bolero. Để hoàn thành MV Hoa nở về đêm, Phan Đinh Tùng và nhạc sĩ Tấn Phong phải thu âm suốt 7 tiếng đồng hồ. Anh muốn dành tất cả tình yêu và tâm huyết để mang đến cho khán giả một sản phẩm Bolero chất lượng. Cựu thành viên nhóm một thành viên cho biết sự khác biệt trong MV nằm ở chính sự thấu hiểu của nhạc sĩ Tấn Phong. Với sự giúp sức của nhạc sĩ Tấn Phong, cả hai anh em đặt để vào mv lần này bản hòa âm thật sự khác biệt vừa sang trọng vừa tình cảm gần gũi nhưng không nhạt nhòa anh nói phan đinh tùng chia sẻ thêm so với anh đàm vĩnh hưng hay lợi quyên những người quá thành công với bolero trước đó tôi đến với bolero trễ hơn dù vậy tình yêu dành cho bolero xuất phát từ tận tâm mình không những đáp ứng nhu cầu của khán giả mà còn mang đến những giá trị cốt lõi trong âm nhạc bên cạnh ra mắt mv hoa nở về đêm cũng trong tối ngày 3 tháng 7, ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức buổi ra mắt album Acoustic Bolero mang tên Xót Sa. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, buổi ra mắt được tổ chức thông qua hình thức livestream. Thông qua âm nhạc, Phan Đinh Tùng muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến khán giả, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ cũng dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Anh và bà xã Thái Ngọc Bích đã kết hôn 9 năm có hai con Noel, 9 tuổi, và Noah, 6 tháng tuổi. Phan Đinh Tùng hy vọng dịch sớm được kiểm soát, giúp cuộc sống người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung sớm trở lại như trước đây. Anh Tuấn